tải tiktok không logo <laughs> muốn tải tiktok không logo chỉ có nước á là lấy nhíp á mình 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 gỡ cái logo ra thôi đúng không bạn sai sai sao hai xin chào các bạn thì uh, các bạn cũng thắc mắc làm sao chúng ta có thể tải tiktok Việt Nam rồi TikTok Trung Quốc hay còn gọi là Douyin ha mà không có logo các bạn. Thì cái điều đó rất là khó các bạn ha, hầu như không ai làm được đâu mà nó thiệt, hầu như không ai làm được tại vì sao? Tại vì người ta không biết cách làm. Đơn giản vậy thôi các bạn ha. <laughs> ok các bạn ha thì à, nếu các bạn nào có một số câu hỏi cũng như thắc mắc mà muốn à, à, chỉ cái cách mà tải tới logo thì các bạn cũng có thể inbox qua cái Facebook cá nhân của mình ha. Lê lên đạt BDS nha để đạt bất động sản nha thì ok các bạn ha thì mình sẽ chỉ các bạn thì các bạn download cái phần mềm Speedtip này ở cái trang là marketingnhanh.com được dùng thử miễn phí tới 7 ngày lần yên tâm xài không có rủi ro gì ha download tôn rồi chỉ còn xài luôn nè rồi nhấn vô Speedtip nhấn theo nè rồi nhấn vô đây đâu rồi nhấn đây tải attention rồi add vô ha đó chỉ sơ sơ vậy thôi rồi bây giờ demo cho coi luôn á à. rồi mình nhấn vô tiktok bây giờ mình vô tiktok ha đây là cái nick một cái nick cá nhân nè tiktok nè thì mình thấy đây là anh lê hải linh nè đó được ok muốn tải cái kênh của lê hải linh thì copy cái đường link của kênh của lê hải linh rồi mình bỏ vô tôn. tôn dễ xài lắm á thiệt luôn á tôi viết ra đúng nể mình luôn á dẫn <laughs> <Mình giỡn đó. cười> ok rồi ha rồi những chín chín ở đây ha thì tải muốn tải hết kênh thì cứ nhấn cho mình như mình còn không muốn tải hết kênh thì ha, khỏi nhấn những nhiều nhấn bật lại rồi các bạn thấy không bây giờ nè các bạn muốn lưu ở đâu thì các bạn nhấn chọn cái chỗ này nè các bạn thấy không nhấn xây nè các bạn chọn chọn cái folder mà mình muốn lưu lại để mình tạo folder mới đi ha à, tải tiktok không logo đó. ok rồi quên chức mẹ quên các bạn phải nhấn select all đi nè chọn ha chọn hết kênh của ảnh rồi ở trên đây nè sẽ all thì nhấn chữ download những một 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 cho mình để cho dễ cho nhanh nữa những à, boss những boss ok thì sao bây giờ là mình uh, chết mẹ là cái, 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 cái 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 cô nó bị cái chớn này rồi tải tiktok không logo đó giờ vô nè bạn đang bán hàng Vậy thì đọc ngay năm cuốn sách sau nhé. thấy à, Có đâu có logo đâu, đâu có logo đâu, sướng các bạn. Quá sướng các bạn ha. À. Vô tay, vỗ tay. Vỗ tay. <laughs> vỗ tay coi. Bây giờ vậy đi các bạn ha, coi như là mình thấy nó cũng chân chu rồi, bây giờ mình stop đi. Rồi. Để bây giờ mình sẽ xong cái phần mà mình chỉ các bạn cái cách làm mà tải TikTok. Tải TikTok của Việt Nam thế giới các bạn ha thì mình dùng cái cách này rồi hoặc là các bạn muốn làm về cái cách giảm cân đi mình ví dụ đi ha mình chỉ các bạn cái mẹo nào các bạn nhấn vào như Serin đi ha thì sẽ có những cái tách khác như là giảm cân đó giảm cân ví dụ như ha cái giảm cân nha các bạn muốn tải lý giảm cân thì các bạn có bị đây rồi các bạn nhấn lia ở đây lia ha mở cái nút tỏa nhé rồi bắt vô đây e đó mình sẽ tải toàn bộ cái ngách mà gì, mà gì giảm cân luôn các bạn vỗ tay các bạn vỗ tay <laughs> vỗ tay các bạn ha rồi những stop đi ô, má nó dài ôi nó dài quá vậy ô, oh, shit rồi, ok hai tắt đi làm lại nhớ bạn nó dài quá rồi chuẩn bị một màn hình đen xì luôn rồi phần mềm lên rồi các bạn thấy không bây giờ làm sao tải được tiktok trung quốc các bạn ha đưa thì các bạn muốn tải tiktok Trung Quốc thì mình chỉ các bạn mẹo ha Thì mình sẽ cho coi các bạn coi cái kênh tiktok của mình Mình đã re-up được 130 mấy ngàn follow đây các bạn ha 130 mấy ngàn follow nha Nó trá điện không thấy đâu yên tâm đi ha Thì làm sao thì các bạn phải vô được cái app Các bạn lên nghiên cứu cái cách mà để làm sao cài được cái app chin App tiktok Trung Quốc đó, thì cái này các bạn hãy lên mạng các bạn xem nha Tại vì mình nếu mà có được thì mình sẽ thời gian rảnh Thì mình sẽ làm cái hướng dẫn Còn không thì các bạn tự nghiên cứu nha rồi các bạn vô các đuôi Ha các đu Rồi các bạn uh, nhấn vô cái kênh Một cái kênh nào đó ha Nhấn vô cái kênh nào đó Xong rồi các bạn sẽ thấy ở trên cái góc Ở mé bên tay phải của nó sẽ có dấu ba chấm ba chấm các bạn Rồi các bạn sẽ nhấn vô nút share Cái chữ share đây các bạn thấy không có share nè Share và kế đó các bạn sẽ thấy được cái 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 cái, cái biểu tượng của cái bất xích đó, cái copy link đó, các bạn copy link rồi các bạn sẽ dùng cái link này các bạn bắt qua zalo hoặc là là telegram hay cái facebook gì đó cũng được thì các bạn sẽ thấy được một cái đoạn link ở giống như trên màn hình mình mình để các bạn coi ha, các bạn copy cái đoạn link này, các bạn bắt vào đây rồi cũng gọi 999 các bạn ha rồi 9999 inbox ok thì ở đây mình sẽ xóa hết những clip của anh Lê Hải Linh các bạn ha để 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 mình dọn uh, trống để cho các bạn dễ dễ nhìn nha ok thì các bạn thấy không mình vừa tải hết cái kênh này cho các bạn rồi các bạn sẽ ở đây nhớ nha sẽ lựa rồi chọn đây đâu đó tiếp một, một 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 rồi nhấn boss đợi các bạn đợi ha <laughs> ok các bạn đợi xíu đó các bạn thấy gì chưa wow. bạn các bạn video này like má nãy giờ chắc mở clip sẽ không nghe gì đúng không ok các bạn thì nói lại nha thì các bạn nếu thấy video này hay thì nhớ nhấn like đăng ký kênh của mình để cho mình sẽ sớm nhận nút bạc nha các bạn tuy mới có mấy chục người đăng ký thôi nhưng mà mình tin là mình kênh mình sẽ lấy được nút bạc rồi sau đó mình sẽ tin mình sẽ nút vàng nhưng mà ý là mình đã đặt một cái đơn vị người ta ở Việt Nam nỉ gia công nướng vàng nước bạc các bạn ha ý là mình nhờ người ta làm cơ khí dùm chứ còn không biết là khi nào nữa ha nếu bạn thấy video này vui và thú vị thì các bạn nhớ nhấn like subscribe đăng ký ủng hộ mình nha mình nói vui thôi thì cũng hy vọng thời gian tới mình sẽ đạt được một cái lượng người đăng ký nhất định để có một lượng fan ủng hộ mình và phát triển bye bye chia các bạn